Hello Papa. Hello. Thấy cầm cái rổ làm gì đây? Cắt ngọn lan. Bữa nay cắt ngọn lan hả? Bữa nay ăn cơm canh đạm bạc ha. Thu hoạch rau lan. Bữa đó chị. Rau lan này mình làm gì ăn má? Xào tỏi. Rau lan xào tỏi hả? Wow, nghe là thấy mùi thơm rồi đó. Ok. Đó, bữa đó ghim mà bữa nay nó sùm xề nè, thấy không? Rau lan này là trồng bằng cọng hả má hả? Bữa đó gieo mấy cái khoai lang á, nó lên mọng rồi, bắt đầu mới lên cây về cái đem xuống nè. Nếu mà các bạn muốn coi cái cách mà Bà Võ trồng rau lan làm sao thì các bạn hãy tìm lại cái video mà Bà Võ hướng dẫn cách trồng rau lan mau cho ăn lá nha các bạn ha. Thì lấy cọng ghim xuống đất ha. Wow, mọc tùm luôn hả má hả? Nó mọc nó bò tùm lum ở đâu ra thế. Wow, vậy là mình thu hoạch chiều nay xào tỏi ăn ha. Rau lan này mà xào tỏi là ăn với thịt kho là đúng luôn ha. Non không má? Non xèo nè. Wow, nhánh non xèo hả? Ngon quá. Tươi quá trời tươi luôn. Thấy nó sùm xề. Mà nó cũng mò nhanh lắm ha má hả? Màu da nè, bữa đó mà má gieo vòng vòng ở đây nè, thấy không? Cái sau á là bữa nay nó sùm xề vậy nè, thấy không? Đó. Gieo vòng vòng vậy đó nè. Bữa đó gieo đó. Rau lan này rất là dễ trồng ha má. Đi làm về tưới có một lần á. Mà ở ngoài thấy ngoài chợ bán cũng mắc lắm ha. Đâu có rẻ đâu. Mấy đồng á. Tươi quá má ơi, hình như nó có bông luôn rồi đó má. Đây nè, bông nè. Wow, cái bông rau lan vậy đó hả? Ngộ quá ha. Mới lần đầu tiên thấy bông. Con cũng thấy, lần đầu tiên con thấy bông rau lan á. Con tưởng đâu rau lan là chỉ có lá vậy thôi á. Cắt rồi bắt đầu nên nó nhảy nhánh nữa. Càng cắt nó càng nhảy ha. Ngộ lắm nha các bạn ha, mấy rau này á. Mình không cắt á thì nó cứ nằm ở đó hoài mà nó già. Còn mình cắt á thì nó lại nhảy nhánh con, nó non, nó ngon ha. Cắt rau xong cái đem qua vô cái sinh cái rửa xong rồi lấy cái nước đó tưới cây lại ha má hả? Wow, thấy cái bông kìa. Dễ thương ha. Bông màu tím tím hả? Hình như giống cái bông rau muống thì phải. Chưa thấy qua bông rau muống. Thấy không? Cái hàm. Tươi thiệt ngon luôn. Cái này trộn sơ qua cái rồi chứ xào tỏi ha. Xào tỏi ngon. Hồi xưa đó ở Việt Nam á, ở dưới gần cái ao á trồng khoai lang á, trời đào củ khoai lang. Đào khoai lang xong rồi luộc xong rồi chấm với nước cốt dừa mỡ hành nữa má. Đúng rồi. Trời ơi. Món ăn tuổi thơ nè. Wow, mới đây được một rổ hả bà phở? Ngọn lan. Wow, ngọn lan nè các bạn ơi. Ở nhà có gì ăn đó hả má? Có gì ăn cái nấy à. Bún hết luôn á hả? Ở xuống ít ra gì đâu quá trời nhiều luôn à. Nhưng mà má luộc xuống á nó sẽ dợp lại à. Kệ đi, ăn rau nhiều thì tốt thôi má. Đấy. Ăn rau nhiều là tốt. Trời ấm ha, ấm mát ha. Hái rau, rửa rau rồi nấu luôn, ăn luôn tại chỗ. Đi làm về, không có đi chợ. Có ngọn lan nè, hái ngọn lan. Nhiều ha. Bữa đó gieo mấy cây đó mà màu lớn thiệt chứ. Gặp mà ngày thứ hai ngày chắc nó nhanh lắm rồi. Hai lần á. Mình không có ghim thêm nữa đó, nếu mà ghim thêm nữa là còn nhiều nữa ha. Mấy lần sau này mình cũng bỏ bê, mình không có ghim nhiều nhanh. Còn ở trong cái ly mà chưa có đem ra nữa. Sẵn tưới cây luôn hả má hả? Bà Võ giống như là muốn ở ngoài sân luôn vậy đó. Bây giờ chỉ chờ nước sôi, Bà Võ trụng sơ rau lan rồi Bà Võ xào tỏi hả Bà Võ? Chờ nước sôi, bây giờ ra tưới cây á. Nắng đi chỗ kệ đi. Nắng được ngày nào đỡ ngày đó má, tới mùa lạnh này mình khầm len nữa. Rồi nước sôi hả má? Để miếng muối vô nè. Để miếng muối vô luộc rau nha các bạn. Chi tay ngọn lan. Trụng nó sơn cái cho nó dợp xuống rồi xào ha. Trụng sơ qua rồi xào thử nó thơm. Hơi nắng ha, bữa chiều ở ngoài đây. Cho tỏi vô nha các bạn ha.
xèo xèo ha. Đó, ăn cơm đạm bạc gì mà ngon ha, rau lan á. Hồi xưa nhớ hóng quánh á, nó hay luộc rau lan xong rồi cái trộn với xì dầu á. Trộn với xì dầu ăn ngon, ăn dạng. Rồi, rau vô nha các bạn ha. Mướt mực ha, rau. Bột nấm ha, bột nấm vô. Muối nè. Wow. Đó, mình luộc sơ qua cái mình xào nó nhanh lắm á hả? Nhanh mà nó mướt trộn rau. Rồi, cho ra dĩa nha các bạn ha. Cũng nhanh quá ha. Đó, hái xong cái đem rửa rồi cái tại chỗ luôn ha má ha. Rửa tại chỗ, tưới tại chỗ luôn. Rồi, một dĩa rau lan. Thơm phân phức luôn. Đó, đạm bạc mà ngon lắm nha các bạn ha. Mình thèm, mình nhà mình thì thích ăn những mấy cái món mà xào xào vậy. Xào xào, tỏi tỏi thơm thơm ha. Bây giờ kẹo thịt. Kẹo thịt nha. Đó, bây giờ tỏi vô nè. Dầu nha các bạn. Tỏi. Bây giờ mình kèo thịt sườn ha. Có rau lan là bây giờ mình ăn với thịt kèo hả má? Thịt kèo. Cái màu thấy đẹp hả má hả? Cái sườn này á là đã có trụng sơ qua rồi nha các bạn ha. Đường nha má. Đường. Rồi miếng gì nữa má? Rồi thì nó đường hết rồi, bắt đầu nó xịt miếng nước mắm vô. Với cả cái miếng nữa. Thơm quá ha. Để nước mắm vô nha các bạn. Nêm đường xong rồi nêm nước mắm ha. Thịt kèo thì chỉ đơn giản vậy thôi ha. Bây giờ chế miếng nước vô. Chế miếng nước vô kèo cho nó mềm ha. Cái để nấu cho nó rút cái cạn cái nước thôi má ha. Nhà mình thì thường làm theo cái kiểu này ha, mỗi người có mỗi một kiểu riêng ha. Cái nồi sườn nó kẹo rồi nè má ha, thơm quá. Vậy là xong rồi ha, sườn ram ha. Xong rồi, một món hai món rồi đó. Vậy là bữa nay là ăn muốn cái rau lan xào với sườn ram. Ram rồi xong. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Tập Thỏ nấu ăn bữa nay ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Thank you. Nhớ like và chia sẻ cho Tập Thỏ nha.